Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với vòng 3 chương trình Hẹn ngay đi. Các bạn đang đến với vòng 3 của Hẹn ngay đi. Trong vòng 3, mỗi đội sẽ có những thử thách khác nhau dựa trên những tiêu chí lựa chọn để bạn đồng hành của các khách mời. Đó có thể là những gói câu hỏi cùng nhau trả lời, hoặc là những trò chơi mà ở đó sự cảm nhận tính cách, cảm xúc, sự đồng điệu được thể hiện rõ nhất. Vũ điệu hoang dã ha. Sau 3 vòng, các khách mời sẽ đưa ra quyết định ứng viên họ muốn cùng đồng hành là ai. Và đến với phần trò chơi của đội anh Phúc Lĩnh thì đơn giản lắm. Anh chỉ cần diễn tả lại cái mẫu người con gái mà anh thích để cho hai bạn phát họa lại. Và khi mà nhìn được cái bản phát họa đó thì anh sẽ đưa ra cảm nhận của mình. 2 phút, bắt đầu. Một cái người phải tính cách rất là thể thao, chân dài hay ngắn gì cũng được, không có bánh bèo. Cho nên là tùy các bạn mặc đồ như thế nào cho cái người đó. Miệng thì chắc phải luôn tươi cười, mắt chắc thì phải long lanh, có cái gì đó rất là sâu thẳm. Có thể là thích ngắm hoàng hôn hay là cái gì đó, tại vì nhìn con cũng có những cái hơi sớn, hơi lãng mạn một chút, nên là phải biết ngắm hoàng hôn. Làm sao có thể vẽ được con mắt ngắm hoàng hôn anh? Khó quá. Tóc thì có thể là để ngang hoặc là dài cũng được. Có thể là cái người đó đang làm một cái gì đó rất là thể thao. Mũi đủ thở. Mũi có răng không? Cười mà cười tươi chứ đừng có súng răng. Là phải thể thao, sport rất là thể thao, đang chơi một cái môn thể thao nào đó. Yêu cầu của anh Phúc Lĩnh là tóm gọn lại, một người con gái nhìn rất là thể thao, đang chơi thể thao nhưng đôi mắt ngắm hoàng hôn. Không biết có khó quá không? Khó lắm anh à. Hai bạn đang rất là miệt mài và không biết là kết quả hai bức tranh này sẽ như thế nào. Tuyệt vời. Tuyệt vời hả? Tuyệt vời. Nếu như là SC thì SC sẽ vẽ cô gái đang bơi để đỡ phải vẽ những cái bộ phận khác. À vậy vậy nước á. Và thời gian hết giờ. Những cô gái rất thể thao và cá tính mọi người ơi. Phúc Lĩnh còn thời gian suy nghĩ. Và trong thời gian suy nghĩ đó thì mời Phúc Lĩnh về trở về vị trí của mình. Ở phần thử thách này, hai bạn ứng viên của đội ST sẽ lần lượt diễn tả câu ca dao tục ngữ, làm sao để cho ST hiểu và đoán được cái câu ca dao tục ngữ đó. Bạn sẵn sàng chưa? Xin được phép bắt đầu. Mười hai chữ. Em. Bay. Giải hả? Giải. Lượng sóng. Và yeah, thời gian đã kết thúc. Thân em như tấm lụa đảo hút bơi với chợ biết vào tay ai. Trò chơi của bạn tiếp theo bắt đầu. Đó, năng động quá nè. Cái gì? 8 chữ. Trời luôn rõ. Làm gì vậy em? Xe chỉ luôn kim. Xỏ chỉ. May đồ. Mài dao đồ. Mài dao. À có câu mà sắc có ngày nên kim. Có kinh nghiệm từ cái dòng trước. Có kinh nghiệm, chương trình sẽ cho SD một thời gian nữa để suy nghĩ, đưa ra quyết định của mình. Xin mời bạn về chỗ. Lại phải đắn đo rồi. Đến với phần trò chơi của đội anh Chí Thiện. Thì anh Chí Thiện sẽ là người diễn tả những lời bài hát để cho hai bạn đoán. Nhưng anh không được dùng từ cùng lại với cái đáp án cũng như là những cái từ đồng nghĩa nha. Trò chơi bắt đầu. 4 chữ. Tâm sự hai người đàn ông. Tâm sự. Hai chữ. Cái đó là cái bài đó Bình hát luôn. Tâm sự tuổi 30. Đúng chính xác. Yeah. Cái này 5 chữ. Nữa hả? Ờ. Ở đây nè. Thiện đang làm gì? Phía sau một cô gái. Đúng luôn. 4 chữ. Ngắm hoa nở rồi. Wow. 5 chữ nha. Đi. Đúng. Ờ cái chữ đó là chữ thứ hai á, còn cái chữ đầu tiên là em đi. Đi. Chơi em đi chợ cỏ non. Đúng rồi. Cái này mới mệt nè. Mệt không? Vũ điệu hoang dã ha. Trời ơi, sao em nghĩ là được. Cái này vừa có chữ vừa có số luôn. Gọi là cái gì?
tóc dài. Cái người mà khác giới với anh mà tóc dài thiệt dài. Cô gái. Đúng rồi. Cô gái 1m52. Hết giờ. Qua cái phần trò chơi hấp dẫn như vậy á thì em nghĩ là anh cũng có được lựa chọn trong đầu mình rồi đúng không? Mời anh trở về ghế. Rồi, cảm ơn hai bạn. Thì luật chơi của đội anh Hiếu Nguyễn rất là đơn giản. Hai bạn sẽ lần lượt đặt câu hỏi cho anh Hiếu Nguyễn và anh sẽ trả lời thật lòng câu hỏi đó. Và sau đó hai bạn sẽ nói lên cảm nghĩ của mình sau khi nghe câu trả lời của anh Hiếu Nguyễn. Trò chơi bắt đầu, xin mời bạn. Nếu mà vào một ngày đẹp trời á, em rủ anh đi trốn cùng em, anh có đi không ạ? Đi trốn cùng em thì thực sự cái điều đấy rất là khó với anh. Bởi vì thứ nhất còn rất nhiều công việc ở Sài Gòn anh cần phải xử lý. Nhưng mà nếu mà đi chơi với em cùng một ngày thì biết đâu lại có thể. Chào anh, theo anh quan điểm thế nào về tình bạn khác giới? Và liệu trong những tình bạn khác giới đó có làm anh thay đổi cảm xúc nhất thời hay không? Tình bạn khác giới, nếu mà lúc đầu anh gặp thì đương nhiên anh sẽ có một cảm xúc nhất định. Nhưng mà nếu qua cái quá trình mà gần nhau chẳng hạn hay là tiếp xúc với nhau thì đôi khi cái tình bạn đó nó sẽ nảy nở sang một cái tình bạn, một cái nó tiến triển sang một cái loại tình khác. Vậy thì bây giờ mời bạn hãy đưa ra những suy nghĩ gì về anh Hiếu Nguyễn. Anh trả lời câu hỏi của em á, thì em cảm thấy anh làm anh đẹp trai, manly nè và chín chắn nhưng mà cũng vô cùng tâm lý. Cảm ơn em. Mời nha. Qua câu trả lời của anh thì em ban đầu thì em nhận tượng với anh là người rất là sâu sắc. Và những câu trả lời của anh làm cho em cảm giác tin tưởng khi nếu em có cơ hội được cùng làm bạn với anh. Em nghĩ anh Hiếu Nguyễn chắc phải cần có một thời gian để suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình đúng không ạ? Vậy thì mời anh về ghế ạ. Cảm ơn hai bạn. Sau phần trò chơi thử thách đầy tiếng cười, đầy niềm vui thì bây giờ chúng ta phải bước vào vòng chọn lựa. Và đầu tiên đó là Thúc Lĩnh, bạn phải đưa ra quyết định chọn lựa còn một ứng viên duy nhất về đội mình. Thực ra sau khi hai cái vòng kia, vừa cái vòng hỏi với lại cái vòng vẽ đó thì mới đề hảo hiện chưa có đủ thời gian để mà nói, có vẻ là em cũng hơi trầm tính một chút, rất là trầm tính. Có thể là chưa phù hợp với anh lắm trong cái thời gian này. Những người trầm thì có thể là qua tin nhắn hay là như thế nào đó thì nó sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Chắc là em chọn bạn Loan hôm nay. Và xin mời Thúc Lĩnh và bạn Loan hãy hẹn ngay đi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn đã tham gia chương trình chúng tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần lựa chọn của đội ST. Thực ra thì ST thì dễ dàng quá. Cái trò chơi hồi nãy mọi người cũng đã thấy rất là rõ ràng rồi. Và ST nghĩ rằng là đó chỉ là những cái giây phút vui thôi. ST sẽ chọn bạn Phong. Chúc mừng Phong. Hãy hẹn ngay đi với ST. Bây giờ bắt đầu phần khó khăn gây cứng cho đội của bạn Chí Thiện. Đầu tiên thì ngày hôm nay phải cảm ơn chương trình Hẹn Ngay Đi. Rất là vui cho Thiện có điều kiện gặp những cái bạn fan của mình. Hồi nãy ở phần thi mà hiểu ý Thiện thì nếu nói về fan hiểu ý thì thôi, Thiện chọn bạn Hoàng Kim. Chúc mừng Hoàng Kim, hãy hẹn ngay đi với Chí Thiện. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với phần lựa chọn của anh Hiếu Nguyễn. Hai người ấy thì nhan sắc thì tương đồng, các bạn thể hiện cũng rất là hết mình. Nhưng mà có một sự khác biệt ở đây, bạn Mỹ Hương thì là một người rất là tự tin và đã có khá là nhiều cái kỹ năng sống ở trong người rồi. Còn bên cạnh là bạn Ngọc Nga, một cô gái đối ngược lại, đó là một cái người mà còn đang rụt rè và đang rất là cần những cái kỹ năng để có thể là diễn xuất ở trên sân khấu hay là những cái kinh nghiệm ở ngoài đời. Thì Hiếu nghĩ là Hiếu sẽ phù hợp với cả bạn Ngọc Ga hơn. Hiếu có thể truyền đạt lại được những gì mình đã trải qua và mình đã được học, kèm theo đó là một cái buổi đi chơi nhẹ nhàng. Chúc mừng bạn Nga. Hãy hẹn ngay đi với anh Hiếu Nguyễn. Sau 3 vòng chơi rất nhiều điều thú vị thì 4 vị khách mời chúng ta đã chọn được ứng viên xứng đáng về đội của mình. Xin chúc mừng 4 bạn ứng viên đã chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay.
và muốn biết cuộc hẹn hò của các khách mời cũng như là các ứng viên của chúng tôi như thế nào thì cũng hãy lên fanpage của chương trình Hẹn Ngay Đi để mà xem nhé. Chương trình Hẹn Ngay Đi do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện được phát sóng trên kênh VTV3 lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Cảm ơn quý vị khán giả đã yêu thương chương trình và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.